Bảo Ngọc xin cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Trụ cột cuộc sống. Và để tiếp tục câu hỏi với anh Anthony, thì anh Anthony, hồi nãy anh có nói là mình nên diversify, có nghĩa là mình nên đa dạng hóa những cái đầu tư của mình, thì cái sự nguy hiểm của nó, cái sự mạo hiểm của nó sẽ ít hơn. Nhưng mà thưa anh, nếu mà những cái người mà có tiền nhiều thì chắc có lẽ là dễ dàng cho họ để mà diversify, để mà đa dạng hóa. Nhưng mà đối với những cái người mà đầu tư nhỏ trong cái thời điểm này thì họ phải nên làm như thế nào thưa anh? Thì chính anh là cũng là người đầu tư nhỏ chứ đâu. Có gì muốn thật sự nói đó, thì đầu tư lâu dài, ngoài ra cái đa dạng hóa thì về đầu tư ra thì nhất á, nó có nhiều cái adage, tức là nó có nhiều cái câu ngạn ngữ của Mỹ, đó là early birds get the worms. Yeah. Tức là những con chim ra sớm sẽ được hưởng nhiều hơn. Yeah. Tức là ai mua trước thì sẽ có lời, đúng không anh? Rồi đầu tư càng sớm càng tốt. Yeah. Phải không? Nói đến đó thì mình có cái câu mà quảng cáo của ông Vàng Jean đó, tức là để dành nhiều thì giàu nhiều, để dành ít thì giàu ít. Dạ. Không để dành thì không nhúc nhích. Không có gì. À dạ, không để dành thì không nhúc nhích luôn. Dạ. Và, em sẽ nhớ câu này. Dạ. Với lại có một câu nó gọi là không cần biết là bao mình làm bao nhiêu tiền. Dạ. Quan trọng là mình giữ được bao nhiêu. À dạ. It doesn't matter how much you make, it's how much you keep. Yeah. Yes. Đó. Thì những cái nghĩ đó để đầu tư thì đa dạng hóa là một, đầu tư sớm là hai, rồi mỗi tháng hay mỗi năm mình đầu tư thêm. Yeah. Thì tháng này mình có 500, tháng tới mình có 200 thì mình cũng mua cổ phần như vậy tí xíu. Yeah. tí xíu không? Yeah. Thì thật sự bây giờ cái thị trường chứng khoán là ở trên mạng E-Trade hoặc là Charles Schwab hoặc là Fidelity rất là nhiều. Thứ nhất là nó bỏ commission rồi. Dạ yeah, đúng zero rồi. Zero commission. Yeah. So therefore những người mà trong nghề như mình đó là mình phải đầu hàng thôi, mình không có compete. Yeah. Nổi. À. Nha, những người investor ra thì nó nhiều broker là chẳng hạn như Robinhood nó cho mình mua partial share. À dạ đúng rồi. Phải không? Tức là mua partial share có nghĩa là mua ít hơn 100 share phải không anh? No, mua ít hơn 1 share. Tức là bây giờ cái Amazon là 3.000 đi. Dạ. Yeah. Anh vừa mới bỏ vào 500 anh mua được chấm ba của nó cái xe đó. Nó cũng cho mình mua luôn ha. Yes, đó thì nó wow. Thì cái technology nó rất là càng ngày nó càng tiến tới, bởi vì nó cho cái limit về cái ability rất là dễ. Yeah. Và mình không phải để dành 3.000 mình mới mua được cái Amazon. Yeah. Mình có thể 5 đồng 10 đồng mình có thể mình mua. Yeah. Rồi tháng tới mình có thể mình bỏ vào 5-10 đồng mua tiếp. Yeah. À, không? Oh, wow. Đó. Thì đầu tư đó thì không phải là mình chỉ có 1.000 hay 10.000 mình đầu tư thôi. Tháng tới mình có tiền mình bỏ vào mua thêm. Tháng tới bỏ mua thêm. Thì cái giá mình mua đó, yeah, có đúng. Thể nó average out. Yeah. Đó là như vậy. Wow. Okay. Em actually hôm nay nói chuyện với anh là em học được thêm một chuyện nữa, đó là partial share là ít hơn một share nữa anh. Em đúng. Tưởng hồi trước giờ là mua một share là đã ít lắm rồi, bây giờ còn được ít hơn một share nữa. Dạ. Yeah. Yeah, cái điều đó. Với lại cho anh trở lại cái kết quả của bầu cử đó, ai sẽ thắng kiện, ai sẽ thắng cuộc, với lại là cái ảnh hưởng như thế nào. Không cần biết là chính ông Biden hoặc ông Trump nha, có nhiều sector nó sẽ hoạt động rất là tốt. Yeah. À không, rồi cả hai ông có một cái điểm đồng ý là sẽ xài tiền. Yeah. Bỏ tiền xài tiền, thứ nhất là vào infrastructure, tức là cơ sở hạ tầng. Yeah, cơ sở hạ tầng. Thứ hai đó là về tiếp tục công nghệ kỹ thuật, technology. Yeah. Thứ ba là clean energy. Yeah. Yeah. Thì cả hai em đồng ý bỏ tiền ra để mà xài. Khi mà bỏ tiền ra để mà xài, tức là cái đó là additional stimulus. Yeah. Không? Đó, là, đó thì những cái điểm đó với lại inflation thì sẽ có. Yeah. Ông Powell là chủ tịch của Federal Reserve Bank đó. Yeah. Tháng vừa rồi ông nói là ông có thể chịu nổi, tức là cái hệ thống của ông, cái system của ông có thể chịu nổi cái 2% inflation. Yeah. Phải không? 2%. Or a little more. Tức là có thể cái kinh tế, cái số tiền mà ông tung ra đó có thể chịu nổi cái inflation. Tức là inflation will be real. Yeah. Để đồng thời cái tiền interest rate, cái tiền lời đó vẫn thấp
Dạ đúng rồi. Cái 30 năm mortgage bây giờ nó dưới 3 chấm. Dạ đúng rồi, có 2 chấm mấy thôi cho những cái người qualify. But that, khi mà cái low interest rate là cái bản thân của stock market. Dạ. Có nghĩa là khi mà interest rate mà nó càng thấp thì cái stock market nó càng lên. Tại sao? Tại vì khi mình có tiền mình đâu có bỏ vào CD làm gì? Dạ đúng rồi. Đấy không? Dạ đúng đó. Rồi. Mình đâu có bỏ vào những cái cổ phiếu, trái phiếu của chính phủ. Dạ, tại vì 10 năm lên trên lợi quá thấp. Dạ. Lấy tiền đi ra để đầu tư vào stock hay đầu tư vào cái thị trường nào khác. À dạ. Đó. Dạ, đúng rồi. Cái đó là cũng là một trong những cái bước thúc đẩy cho cái thị trường cổ phiếu nó yes, tăng cao hơn. Yes. Dạ, như vậy thì theo anh á, là trong cái thị trường hiện tại đó thì mình nên đầu tư vào những cái sector nào mà nó sẽ tiềm năng trong tương lai? Chính Anthony đó thì thật sự mà nói Anthony là không có giỏi hơn ai hết. Dạ. Mình chỉ có đọc tin tức, theo dõi internet. Dạ. Nghe không? Thì mình ra xưa đến giờ là mình thích cái thị trường y tế. Dạ. Healthcare. Dạ. Và bây giờ là biotech. Tại dạ. mình nó dính líu về y tế. Dạ. Y tế là sao? Dân chúng càng ngày càng sống lâu. Dạ. Nghe không? Nếu càng sống lâu tức là phải cần bác sĩ. Bác sĩ, dạ. Rồi những chứng bệnh, những cái thuốc càng ngày nó càng cũng như là improve. Dạ. Phải không? Thuốc mới, cái những cái technology nó dùng cho mấy cái medical machine càng ngày nó càng tiến tân hơn. Dạ. Đó thì cái lĩnh vực y tế biotech là mình thích nhất. Dạ. Thì ngoài cái đó thì cứ nghĩ là mình đầu tư vào những cái lĩnh vực, những cái thị trường mà nó không có bị ảnh hưởng bởi politics. Dạ, thí dụ như là những cái lĩnh vực nào anh? Biotech, tức biotech là không, công ty nào về biotech cũng tiếp tục nghiên cứu phát triển. À, là biotech. Không cần biết ông Biden phải nghiên cứu bỏ vào tâm óc để mà nghiên cứu chế thuốc này, chế thuốc nọ. Dạ. Phải không? Rồi những thị trường chẳng hạn như là 5G. Dạ. AI lúc nào cũng muốn tiến tới hết. Dạ. Phải không? Dạ. Đó, nó không có dính líu về politics. Dạ. Thì những cái thị trường nào mà nó independent về politics thì mình nên đầu tư vào. Có một cái thị trường mình thấy rất là được, nó gọi là 3D printing. Dạ. 3D printing là nó mới. Em chưa có nghe tới lĩnh vực này. Dạ. Thường thường printer là chỉ có one dimension. Dạ, dạ. Đúng rồi. 3D nó in thì nó in như thế nào? Đã có. Bây giờ hiện tại cái thị trường nó đang chớm nở, đang phát triển. Tức là cái những cái phụ tùng mà khi mà hãng xe hơi đó nó thiếu cái phụ tùng đó. Thấy không? Nó sẽ print ra cái phụ tùng, nó gọi 3D, nó nhìn nó khó hiểu nhưng mà nó có. Wow. Dạ. Dạ. Yeah. Rồi thị trường AI, Artificial Intelligence, xe tự động, xe điện, Solar Energy. Thì rất là nhiều. Thì mình thấy là những cái thị trường đó nó independent với tất cả những cái politician hoặc là những cái thì giá lên giá xuống. Retail thì có lúc nó lên có lúc nó xuống. Có mùa người ta đi mua, có người ta không đi mua. Du lịch cũng vậy nữa, có mùa người ta đi, có mùa người ta không. Dạ. À không, nó không phải, nó không có cái cycle. Dạ. Còn những cái thị trường anh vừa mới nói là lúc nào nó cũng research and develop. Dạ. Đó là như vậy. Dạ. Dạ thưa, em thấy cái đó rất là đúng, là tại vì nhất là trong cái lĩnh vực mà công nghệ kỹ thuật cao á, của thời buổi hiện đại thì lúc nào nó cũng tìm cách để mà nó tiến tới một cái tầm mới. Và em nghĩ là nếu mà thực sự đầu tư vào trong cái lĩnh vực đó mà trong cái lĩnh vực dài hạn thì chắc là rất là tiềm năng. Yes. Yeah. Đầu tư phải có thời gian lâu. Yeah. Yeah. Chứ mà đầu tư mà đừng có nghĩ là mình mua 10 đồng ngày mai nó sẽ lên 12 đồng ha, tuần tới nó lên 15 đồng cũng có, phải cho có thời gian. Nhưng mà anh thí dụ như anh đầu tư như vậy, anh có một cái gọi là cái thời gian gọi là time horizon, cái thời gian nào mà anh keep in mind? Có nghĩa là thí dụ anh nhắm cái cổ phiếu đó, thí dụ anh mua cái cổ phiếu đó anh muốn giữ 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, anh có đoán được cái thời gian. Với lại nó có nhiều cái nó gọi là cái method. Mình đầu tư lâu thì mình càng ngày mình kinh develop cái khôn hơn. Chẳng hạn như là lúc mà hồi 2017 anh có giới thiệu với khách hàng bảo hiểm của anh đó, là mua cái stock nó gọi là về
solar panel đó. Dạ. Cái công ty nó gọi là Sunrun. Dạ. Sunrun thì nó đại diện với lại The Lowe rồi Home Depot này nọ đó. À, dạ. Lúc mà anh vào mua, anh mua có 6-7 đồng thôi. Dạ. Nha. 2 năm sau nó lên 22 đồng. Wow. Dạ. Anh đâu có biết anh bán hết. À, dạ. Hiện tại giờ nó 76 đồng em. Oh my god. You see, so that 10 times. Yes. Oh my god. That because of that em mới nghĩ là ok, tại sao mình không có set up cái limit, tức là mình mua 7 đồng, mình mua 10 đồng đi, nó lên cái chừng 50%, mình set cái limit alert cho mình biết, mình sẽ vào mình bán để mình lấy cái gain đó. Yeah. À, hay là mình bán đủ để mình lấy cái vốn lại. Yeah, còn yeah, những gì còn lại là tiền lời rồi. Yeah. Phải không? Yeah. So because of that, before cái Sunrun đó, anh mới ok, bây giờ cái stock nào mà lên 100% đó là anh bán tiền lấy vốn lại. Yeah. Những cái gì còn lại là tiền lời không. Wow. Và chẳng hạn như là cái anh thấy không, cái Sunrun đó là anh nghĩ là 5 năm mới lên như vậy, nhưng yeah, mà chưa đầy 3 năm nó đã lên như vậy rồi. Yeah. Yeah. Chẳng hạn như một cái thí dụ gần đây đó là chỉ có chưa đầy 6 tháng, Workhorse là một công ty nó chuyên môn làm xe truck điện. Dạ. Nhá. Dạ. Anh recommend lúc đó tháng 3, tháng 4 gì đó, lúc đó chỉ có 22 đồng hình như vậy. Để anh coi. Dạ, yeah, chỉ có 2 đồng rưỡi thôi. Dạ. Yeah. Nhá. Nó lên bây giờ là 18 đồng, hiện tại bây giờ 18 đồng. Wow, có 2 đồng rưỡi mà lên 18 đồng hả anh? Trong vòng bao nhiêu lâu? Anh nói nãy là mấy tháng? Chưa đầy một năm nữa em. Oh my god, cái đó là bao nhiêu lần anh hả? Đâu, cái này là nó vừa xuống 18 đồng nhưng mà có thời gian nó lên 30. Wow. Thì đó thì anh biết đó, thì anh bán, anh mua bao nhiêu xe rồi anh bán phần nữa. Bây giờ những cái gì anh giữ đó là vẫn là lời. Wow. Thì đó, có nhiều cái mình trúng, có nhiều cái mình thua. Yeah. Nha. Yeah. Thì khi mình diversify đó, có cũng như là may á, là cái số thắng nhiều hơn cái số thua. Thôi dạ, cho nên mình vẫn là đó, thì bởi mình mới nói là dạ, nên đa dạng hóa. Dạ dạ. Nhìn vào tất cả những thị trường. Dạ. Wow, em rất là eager, rất là háo hức để mà muốn được biết được là những cái cổ phiếu nào mà anh đang có ý định, mà anh nghĩ là tiềm năng để đầu tư trong tương lai. Nhưng dạ, mà anh em chúng tôi xin được phép trở lại vài phút sau phần thông tin thương mại. Xin quý vị giữ máy và đừng rời khỏi màn hình.